Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, hôm nay trên 2.600 thí sinh của huyện ta bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại 6 điểm thi gồm trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học phổ thông Minh Khai, Trung học phổ thông Cao Bá Quát, Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên và Trung học phổ thông Nguyễn Trực. Sáng hôm nay, thí sinh làm bài thi môn văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Trong ngày thi đầu, nhiều thí sinh rời khỏi điểm thi với tâm trạng khá thoải mái và tự tin. Theo đánh giá của nhiều giáo viên và học sinh, đề thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Đề thi giữ nguyên cấu trúc quen thuộc ở phần làm văn với phần viết đoạn văn nghị luận xã hội và bài nghị luận văn học. Nhìn chung đề thi vừa sức quen thuộc, các dạng câu hỏi không gây bất ngờ với thí sinh, song vẫn có khả năng phân loại. Ở bài thi môn toán cũng không quá khó, các em dễ lấy được từ 6 đến 7 điểm. Kết thúc môn thi của buổi chiều, các thí sinh thở phào nhẹ nhõm hào hứng. Này em làm được bài. Đây thì vẫn vừa sức với bọn em. Đây thì văn thì có thể là khá như bạn trúng tủng. Trong ngày thi hôm nay thì văn em dự định là được 7 điểm, còn toán em dự định là được 8 điểm. Và em rất hài lòng về ngày thi hôm nay. Em mong ngày mai thi sẽ được đạt được kết quả cao hơn hôm nay ạ. Ngày mai mùng 8 tháng 7, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời gian làm bài 50 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ, thời gian thi 60 phút. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi của mình. Sáng nay, tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân huyện gồm ông Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện, ông Phùng Huy Diễn, huyện ủy viên, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, ông Đào Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quốc Oai, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Quốc Oai sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thông báo đến cử tri thị trấn Quốc Oai về kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện và thông báo kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp. Trong không khí nghiêm túc thẳng thắn, cử tri thị trấn cũng kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện những vấn đề mà cử tri quan tâm như quy hoạch cải tạo chợ phủ, mở rộng trục đường phố huyện để phù hợp với xu thế phát triển của khu vực trung tâm huyện, tôn tạo tu bổ khu vực động Hoàng Xá, cung cấp điện cho nhân dân sinh sống tại các khu đấu giá đất, cải tạo hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư, tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, khẩn trương cấp giấy phép xây dựng và quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đất dịch vụ. Sau khi lắng nghe những đề xuất kiến nghị của cử tri, đại diện cho Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã trả lời cử tri về các kiến nghị liên quan đến việc cấp lưới điện cho nhân dân sinh sống trong khu vực đấu giá đất, quy hoạch cải tạo chợ phủ, nhà văn hóa phố huyện và tuyến đường trục chính phố huyện. Những ý kiến còn lại được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận, tổng hợp, gửi đến cơ quan ban ngành xem xét giải quyết. Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2022 cho 89 quần chúng ưu tú đến từ 18 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong quá trình học tập, các học viên đã được nghiên cứu 5 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những bài học quý báu về Đảng, về Bác Hồ kính yêu, về vai trò của Đảng trong quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, là bài học về vai trò của Đảng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ những kiến thức đã được học, mỗi học viên về cơ sở cần vận dụng linh hoạt sáng tạo kiến thức được học vào thực tiễn công tác phù hợp với nhiệm vụ thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 89 học viên đều đủ điều kiện viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó có 40 học viên đạt loại giỏi chiếm 44,94%, 47 học viên xếp loại khá chiếm 52,81%, 2 học viên xếp loại trung bình.
Sáng nay, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Năm nay, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai được thành phố giao thu ngân sách nhà nước hơn 1.860 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân huyện giao trên 2.000 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu cao rất khó thực hiện, nguyên nhân do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cộng với chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021. Tuy nhiên, nhiều giải pháp đồng bộ, chi cục đã thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai đạt hơn 1.282 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán pháp lệnh thành phố giao, đạt hơn 62,4% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trong đó, huyện Thạch Thất thu đạt hơn 474 tỷ đồng, huyện Quốc Oai thu đạt hơn 807 tỷ đồng. Một số khoản thu sắc thuế đạt kết quả cao là thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Để đạt được kết quả trên là do trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo các đội thuế rà soát diện hộ, khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn như hộ phát sinh mới, thực hiện điều chỉnh doanh thu, mức thuế ngay từ đầu năm của hộ kinh doanh sát với tình hình thực tế kinh doanh nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh, lập bộ ổn định mức thuế, thực hiện công khai mức doanh thu và mức thuế tại trụ sở đội thuế. Tập huấn chính sách thuế mới cho các đơn vị doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Sáng ngày 7 tháng 7, Hội Nông dân huyện tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã bám sát các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động sát đúng và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các xã thị trấn đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp với trên 15.000 lượt hộ tham gia. Hỗ trợ 15 hội viên thoát nghèo, vận động ủng hộ kinh phí xây mới 2 ngôi nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục duy trì và thành lập các tổ hợp tác xã, tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp, mô hình lúa cá, v.v. Hội Nông dân các cấp đã vận động được 56 triệu đồng và ủng hộ 724 ngày công để xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã làm điểm của huyện, thành lập mô hình điểm nông dân và phụ nữ sống xanh, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại 3 xã Phượng Cách, Tuyến Nghĩa và Ngọc Liệp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để giúp hội viên vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng dư nợ đến nay là trên 186 tỷ đồng. Tổ chức 30 buổi tập huấn về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, rau an toàn, v.v. cho trên 600 lượt hội viên tham gia, hỗ trợ mua hơn 100 tấn phân bón trà chậm cho nông dân. Để thực hiện các chỉ tiêu được giao hoàn thành kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm 2022, Hội Nông dân huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Quốc Oai, xã Ngọc Liệp đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đây là xã thứ 3 trong 5 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Quốc Oai năm 2022. Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Ngọc Liệp tiến hành qua 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện. Các hội nghị trong khung tập được tiến hành theo đúng trình tự, cơ chế, Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó quân sự công an đóng vai trò nòng cốt đối với việc giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội khi có tình huống xảy ra. Các đồng chí chủ trì hội nghị đã nắm chắc nội dung trình tự các bước tiến hành, điều hành các hội nghị rõ ràng mạch lạc, kết luận chặt chẽ, thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động linh hoạt và khoa học trong các tình huống sát với thực tiễn của địa phương. Theo tình huống giả định, các thành viên trong khung diễn tập đã làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện theo đúng chuyên môn, phụ trách, tác phong nghiêm túc. Phần thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ có bắn đạn hơi, thuốc nổ với đề mục Trung đội Dân quân phối hợp đánh địch, tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện năm 2022 của xã Ngọc Liệp đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết thúc diễn tập, xã Ngọc Liệp đã khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.